dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch COVID-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với 2 môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có 2 tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh, từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thainguyentv.vn, trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên và Truyền hình Thái Nguyên TNTV, giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên Truyền hình Thái Nguyên thiết thực, hiệu quả, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi. Xin chào các em. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình ôn tập môn tiếng Việt lớp 5. Chương trình do Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên thực hiện. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng đọc hiểu, ôn tập về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Các em ạ, ở mỗi giai đoạn trong một năm học thì kỹ năng đọc hiểu cũng như kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa có những yêu cầu cần đạt nào? Cô trò mình sẽ cùng đến với nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, đó là yêu cầu cần đạt về đọc hiểu. Các em cần đọc đúng tốc độ. Ở giai đoạn giữa học kỳ 1 thì tốc độ đọc của các em khoảng 100 tiếng trên 1 phút. Vào giai đoạn cuối học kỳ 1 thì các em cần đọc đúng tốc độ khoảng 110 tiếng trên 1 phút. Đọc trôi chảy các bài tập đọc, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc nhấn giọng những từ ngữ cần thiết, biết đọc diễn cảm, một đoạn hoặc cả bài tập đọc thuộc văn bản nghệ thuật. Bước đầu, các em cảm nhận được vẻ đẹp của một số bài văn, bài thơ, văn bản, kịch của Việt Nam và thế giới. Cụ thể là các em nhận biết được các câu văn, hình ảnh, chi tiết có giá trị nghệ thuật trong các bài văn, bài thơ, các văn bản nghệ thuật đã học. Vậy, yêu cầu cần đạt về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa là gì? Các em cần biết được khái niệm về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Các em tìm được những từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa theo yêu cầu của bài tập. Thứ ba, các em đặt được câu với từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Như vậy, các em đã nắm được yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc hiểu cũng như kiến thức về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa rồi. Vậy thì kiến thức để đạt được những yêu cầu đó là gì? Cô trò mình sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai. Các kiến thức cần ghi nhớ. Đầu tiên, đó là kiến thức ghi nhớ về đọc hiểu. Các em cần ghi nhớ khi đọc. Khi đọc, các em cần xác định đúng các cụm từ, các câu văn dài, các câu chia theo mục đích nói. Cần ngắt, nghỉ, đúng, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Giọng đọc thay đổi linh hoạt, phù hợp với từng văn bản. Các em cũng cần đọc sáng tạo, tránh đọc theo một cách khuôn mẫu. Cô lấy ví dụ trong bài Những con sếu bằng giấy, sách tiếng Việt lớp 5 tập 1 trang 36, có câu văn sau. Trong câu văn này, việc đầu tiên các em cần phải xác định các cụm từ để các em ngắt. Các em cần xác định các từ gợi tả, gợi cảm để các em đọc nhấn giọng. Cô đọc mẫu. Nằm trong bệnh viện, nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình. Cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ 1.000 con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh. Hay trong bài Tiếng đàn Balalaika trên sông Đà, sách tiếng Việt Nam tập 1 trang 69,
Khi đọc thơ, các em chú ý ngắt nhịp thơ và nhấn giọng vào những từ gợi tả, gợi cảm. Cô đọc mẫu. Ngày mai, chiếc đập lớn, nối liền hai khối núi, biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên. Đó là những kiến thức cần ghi nhớ về đọc. Vậy còn những kiến thức cần ghi nhớ về hiểu một văn bản ấy mà các bạn đã học là gì? Chúng mình nhớ cho cô nhé. Các bạn cần hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài đọc. Thứ hai, các bạn cần cảm nhận được các hình ảnh trong bài đọc. Các câu hỏi đưa ra trong bài đọc thường có hàm chứa gợi ý. Các em có thể tự cảm nhận được các hình ảnh trong bài qua việc trả lời các câu hỏi. Ví dụ, mỗi sắc màu gợi ra hình ảnh nào? Trong bài tập đọc Sắc màu em yêu, sách tiếng Việt, lớp 5, tập 1, trang 20. Hay câu hỏi, những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây? Trong bài tập đọc Về ngôi nhà đang xây, sách giáo khoa tiếng Việt 5, tập 1, trang 148. Với những câu hỏi trên, qua nhiều bài đọc sẽ giúp cho các em phát huy trí tưởng tượng. Từ đó, kỹ năng cảm thụ văn học của các em sẽ được phát triển. Thứ ba, các em cần ghi nhớ là nhận xét về nhân vật, chi tiết, biện pháp nghệ thuật. Việc nhận xét về nhân vật, chi tiết hay biện pháp nghệ thuật rất cần thiết bởi nó giúp cho các em phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc đọc hiểu một tác phẩm văn học. Các em sẽ được chia sẻ việc nhận xét này thông qua việc trả lời một số câu hỏi. Ví dụ, em có suy nghĩ gì về hành động của chú Morrison? Câu hỏi trong bài Emily Con, sách giáo khoa tiếng Việt 5, tập 1, trang 49. Hay, hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về cuộc sống trên đất nước ta? Bài tập đọc Về ngôi nhà đang xây, sách giáo khoa tiếng Việt 5, tập 1, trang 148. Tiếp theo, đó là nhận biết về tình cảm của tác giả. Và cuối cùng, mỗi một tác phẩm văn học thì các em sẽ phải hiểu được ý nghĩa và nội dung của bài đọc đó. Như vậy, các em sẽ cần ghi nhớ những kiến thức đọc hiểu mà cô vừa hướng dẫn các em. Thế còn những kiến thức cần ghi nhớ về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa là những kiến thức nào? Chúng ta hãy cùng đến với những kiến thức cần ghi nhớ về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa nhé. Đầu tiên, đó là từ đồng nghĩa. Vậy các em có còn nhớ từ đồng nghĩa là từ như thế nào không? Các em ạ, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Ví dụ, mênh mông, bát ngát, thênh thang. Đây là ba từ đồng nghĩa. Và ba từ này đều chỉ độ rộng của các sự vật. Thứ hai, các em cần nhớ từ đồng nghĩa có thể chia thành hai loại. Đó là từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Từ đồng nghĩa hoàn toàn là những từ có nghĩa hoàn toàn giống nhau, được dùng như nhau và có thể thay thế cho nhau trong lời nói. Ví dụ, cha, bố, ba, thầy, tía. Đây là năm từ đồng nghĩa. Năm từ này đều chỉ người đàn ông trong gia đình có vợ, con. Tuy nhiên, ở một số vùng miền có cách gọi khác nhau. Ví dụ, ở miền Bắc thì gọi là bố, nhưng ở miền Nam thì gọi là ba, hay ở miền Trung thì gọi là thầy, tía. Hay con lợn, con heo. Hai từ này đồng nghĩa với nhau và hai từ này đều chỉ một loại vật nuôi trong gia đình. Con lợn là tên gọi con vật ở miền Bắc, còn miền Nam thường gọi con heo. Hay máy bay, phi cơ, tàu bay, đây là ba từ đồng nghĩa. Ba từ này đều chỉ một phương tiện giao thông tham gia giao thông trên đường hàng không. Đó là từ đồng nghĩa hoàn toàn. Thế còn từ đồng nghĩa không hoàn toàn là từ đồng nghĩa như thế nào? Từ đồng nghĩa không hoàn toàn là các từ giống nhau về nghĩa nhưng không giống nhau về sắc thái. Khi dùng những từ này, các em cần phải cân nhắc, lựa chọn cho phù hợp nhé.
Có một số từ đồng nghĩa biểu thị mức độ, trạng thái khác nhau. Ví dụ, cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô. Đây là ba từ đồng nghĩa chỉ trạng thái chuyển động của sóng nước. Tuy nhiên, từ cuồn cuộn chỉ lớp sóng này nối tiếp lớp sóng khác dồn dập và mạnh mẽ. Nhưng từ lăn tăn chỉ các gợn sóng nhỏ đều chen sát nhau trên bề mặt. Thế còn từ nhấp nhô thì lại chỉ các đợt sóng nhỏ nhô lên cao hơn so với xung quanh. Một số từ đồng nghĩa không hoàn toàn lại biểu thị thái độ, tình cảm khác nhau đối với người đối thoại. Ví dụ, các từ hy sinh, từ trần, chết, mất, qua đời. Các từ đồng nghĩa này đều có nghĩa là không còn sống. Ta có thể viết: các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì Tổ quốc. Nhưng ta không thể viết: ông ấy ốm nặng nên đã hy sinh rồi. Như vậy, các em đã nhớ lại được kiến thức về từ đồng nghĩa chưa? Thế còn từ trái nghĩa là những từ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chuyển sang kiến thức về từ trái nghĩa nhé. Các em còn nhớ về từ trái nghĩa không? Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Ví dụ, vui, buồn, nóng, lạnh, trong, ngoài, vân vân. Thứ hai, các em cần ghi nhớ, việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái đối lập nhau. Ví dụ, chiếc bàn thì thấp mà chiếc ghế lại cao. Trong câu văn này có cặp từ trái nghĩa thấp, cao. Và nhờ cặp từ trái nghĩa này, chúng ta đã biết được bộ bàn ghế này không phù hợp. Hay trong câu mẹ đang thức ru em bé ngủ. Trong câu văn này có từ cặp từ trái nghĩa thức, ngủ. Cặp từ trái nghĩa thức, ngủ đã giúp cho chúng ta thấy được công lao vất vả của mẹ với con cái. Tiếp theo, các em cần ghi nhớ đó là từ trái nghĩa gồm hai loại. Từ trái nghĩa hoàn toàn là những từ luôn mang nghĩa đối lập nhau trong mọi tình huống, văn cảnh. Ví dụ, sống, chết, nam, nữ, chẵn, lẻ. Và khi nói nó đã chết rồi thì điều đó có nghĩa là nó không còn sống nữa. Từ trái nghĩa không hoàn toàn là những từ không phải trong trường hợp nào nó cũng mang nghĩa trái ngược nhau. Ví dụ, già, trẻ, khỏe, yếu, nóng, lạnh, cao, thấp, vân vân. Và khi nói trời không nóng thì không hẳn trời lạnh, vì giữa nóng và lạnh còn có các mức độ khác nhau như ấm, mát, vân vân. Tiếp theo, các bạn cần ghi nhớ cho cô, một từ có thể có nhiều từ trái nghĩa với nó. Ví dụ, trái nghĩa với xấu là tốt, đẹp, xinh, vân vân. Cụ thể, cái bàn này gỗ tốt, cái ghế kia gỗ xấu. Hay, cô gái kia tuy xấu người nhưng đẹp nết. Và một điều cuối cùng mà các bạn cần ghi nhớ kiến thức về từ trái nghĩa đó là sự đối lập về nghĩa phải được dựa theo một tiêu chí chung. Ví dụ, trái nghĩa với nhạt có thể là mặn, ngọt, đậm, đằm thắm, vân vân. Và các em lưu ý nhé, các em có thể sử dụng các từ trái nghĩa trong từng văn cảnh cụ thể cho phù hợp. Ví dụ, mặn, nhạt, chỉ vị của thức ăn nấu với muối, mắm. Cặp từ trái nghĩa nhạt, ngọt thì lại chỉ vị của nước đường, mì chính. Hay cặp từ nhạt, đậm chỉ mức độ của màu sắc. Hay nhạt, đằm thắm lại chỉ mức độ của tình cảm. Như vậy, cô đã vừa ôn tập cho các em kiến thức cần ghi nhớ về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Chúng mình nhớ, ghi nhớ thật tốt những kiến thức này để áp dụng vào làm một số bài tập
liên quan đến từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa nhé. Và để giúp các em hiểu hơn và vận dụng tốt hơn về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa thì chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần thứ 3 trong bài học ngày hôm nay. Đó là bài tập vận dụng. Chúng mình hãy đến ngay với bài tập thứ nhất. Bài tập yêu cầu tìm hai từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: trung thực, nhân hậu, mong ước, xinh đẹp. Ghi từ tìm được vào ô trống ở từng cột trong bảng. Với bài tập này, việc đầu tiên các em phải xác định được đúng yêu cầu của bài tập. Sau đó, các em phải hiểu được nghĩa của các từ đã cho. Ví dụ như trung thực có nghĩa là ngay thẳng, thật thà. Hay từ nhân hậu có nghĩa là biết yêu thương, quý mến người khác, chỉ muốn đem điều tốt đẹp đến cho người khác. Thế còn từ mong ước có nghĩa là mong và ước muốn có được, đạt được một cách tha thiết. Và nghĩa của từ xinh đẹp đó là xinh và có được sự hài hòa, nhìn thích mắt. Như vậy, chúng mình đã hiểu yêu cầu và bài tập và nghĩa của một số từ đã cho trong bài. Bây giờ chúng mình hãy cùng hoàn thành bài tập số 1 nhé. Và cô đã tìm được một số từ đồng nghĩa với các từ đã cho ở bài tập như sau. Với từ trung thực, cô tìm được các từ thật thà, thành thật, chân thật, thẳng thắn. Với từ nhân hậu thì cô tìm được các từ đồng nghĩa, đó là nhân nghĩa, nhân từ, nhân đức và hiền hậu. Với từ mong ước, cô đã tìm được các từ ước mong, ước mơ, ước muốn và mong muốn. Với từ xinh đẹp thì cô đã tìm được các từ tươi đẹp, xinh tươi, tuyệt đẹp và đẹp. Như vậy, các em đã tìm được, đã biết được các từ đồng nghĩa với 4 từ có trong bài tập 1. Ngoài ra về từ đồng nghĩa thì các bạn cũng có thể tìm được thêm một số từ đồng nghĩa với các từ đã cho ở bài tập 1 đấy. Chúng mình sẽ ghi những từ đồng nghĩa mình tìm được vào vở ngay nhé. Và các từ đồng nghĩa này các em có thể sử dụng vào trong các câu văn, bài văn khi nói về các chủ điểm mình đã học trong chương trình sách giáo khoa tiếng Việt năm tập 1. Các em đã tìm được các từ đồng nghĩa rồi. Vậy cách đặt câu với các từ đồng nghĩa thì như thế nào? Cô trò mình sẽ cùng đến với bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2. Đặt câu có từ đồng nghĩa với từ đỏ có nghĩa như sau. A. Chỉ mặt trời lúc bình minh. B. Chỉ ngọn lửa trong đêm đông lạnh giá. C. Chỉ đôi môi của em bé. D. Chỉ màu của lá cờ. Để hoàn thành được bài tập này, việc đầu tiên các bạn cũng cần xác định được yêu cầu của bài tập. Sau khi xác định được yêu cầu của bài tập rồi, thì bài tập này các bạn cần phải thực hiện 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó là tìm các từ đồng nghĩa với từ đỏ, nhưng có nghĩa phù hợp với 4 ý A, B, C, D. Sau đó, các bạn sẽ đặt câu với các từ mà mình tìm được. Nào, chúng mình hãy hoàn thành bài tập này. Chỉ mặt trời lúc bình minh, cô đã tìm được từ đồng nghĩa với từ đỏ, đó là đỏ rực. Cô có câu, mặt trời đỏ rực như một hòn lửa trên không trung. Chỉ ngọn lửa trong đêm đông lạnh giá, cô tìm được từ đồng nghĩa với đỏ, đó là hồng. Cô đặt câu, ngọn lửa hồng bập bùng trong đêm đông. Chỉ đôi môi em bé, cô đã tìm được từ đỏ mọng. Cô có câu, đôi môi em bé đỏ mọng, rất đẹp. Và từ đồng nghĩa với đỏ, chỉ màu của lá cờ. Cô đã tìm được từ đỏ tươi. Cô có câu, lá cờ tổ quốc màu đỏ tươi tung bay phấp phới. Như vậy, cô đã hoàn thành được bài tập số 2. Và qua bài tập này, các em đã được biết thêm một số từ đồng nghĩa với từ đỏ. Ngoài ra, từ đồng nghĩa với từ đỏ còn rất nhiều các từ đồng nghĩa khác. Ví dụ như đỏ đậm, đo đỏ, vân vân. Chúng mình hãy cùng tìm thêm một số từ ngữ đó nữa nhé. Và cô lưu ý luôn, khi đặt câu thì các bạn cần đặt câu có đầy đủ các bộ phận chính
đó là chủ ngữ và vị ngữ. Để câu rõ hơn về ý nghĩa, về thời gian, nơi chốn, địa điểm thì các em cần sử dụng một số trạng ngữ cho phù hợp. Đây là những kiến thức mà chúng mình đã được học ở lớp 4 rồi. Qua hai bài tập 1 và 2, các em đã được biết và vận dụng một số kiến thức về từ đồng nghĩa. Thế còn từ trái nghĩa thì chúng mình vận dụng như thế nào? Cô và các em cùng đến với bài tập số 3 nhé. Bài 3, xếp các từ sau thành những cặp từ trái nghĩa. Cao, rộng, khuya, khéo, hỏi, thấp, đáp, hẹp, vụng, sớm. Để hoàn thành được bài tập này, việc đầu tiên các bạn phải xác định bài tập này có những yêu cầu gì. Vậy bài tập này chỉ yêu cầu chúng mình xếp các từ đã cho thành cặp từ trái nghĩa. Nhưng để xếp được thành cặp từ trái nghĩa thì các bạn phải lưu ý là các bạn phải hiểu được nghĩa của các từ đã cho trong bài tập số 3 nhé. Nào, chúng mình hãy cùng suy nghĩ về nghĩa của các từ rồi xếp các từ đó thành những cặp từ trái nghĩa đi. Và cô đã xếp được các cặp từ trái nghĩa sau: cao, thấp, rộng, hẹp, khuya, sớm, khéo, vụng và hỏi, đáp. Đó là 5 cặp từ trái nghĩa ở bài tập số 3. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống thì chúng ta có thể tìm được rất rất nhiều các cặp từ trái nghĩa đấy các em ạ. Và qua phần kiến thức cần ghi nhớ thì các em đã biết được tác dụng của cặp từ trái nghĩa trong câu như thế nào rồi. Và chúng mình hãy tìm thêm một số các cặp từ trái nghĩa khác nhé. Vậy để sử dụng các cặp từ trái nghĩa trong khi viết câu thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cô trò mình sẽ đến với bài tập số 4. Bài 4. Tìm các từ trái nghĩa với mỗi từ dưới đây: tấp nập, ngoan ngoãn, anh dũng, sạch sẽ. B. Đặt câu với một trong các cặp từ trái nghĩa tìm được ở ý A. Để hoàn thành được bài tập này, các em nhớ là phải xác định yêu cầu bài tập. Theo chúng mình, bài này có mấy yêu cầu nào? À, đúng rồi, bài này có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, đó là các em phải tìm các từ trái nghĩa với các từ đã cho, đó là tấp nập, ngoan ngoãn, anh dũng, sạch sẽ. Và nhiệm vụ thứ hai của chúng ta, đó là phải biết đặt chọn một cặp từ trái nghĩa tìm được ở ý A để đặt câu với một cặp từ đó. Nào, chúng mình đã rõ chưa? Rõ yêu cầu của bài tập chưa? Trước khi làm bài thì cô lưu ý chúng mình nhé. Để tìm được các cặp từ trái nghĩa với mỗi từ đã cho thì chúng mình cần phải hiểu rõ nghĩa của các từ đã cho. Cô lấy ví dụ như từ tấp nập có nghĩa là đông đảo và nhộn nhịp. Hay từ ngoan ngoãn có nghĩa là dễ bảo, biết nghe lời. Từ anh dũng có nghĩa là dũng cảm, quên mình. Hay từ sạch sẽ có nghĩa là sạch, không bụi bặm, rác rưởi. Với việc mà hiểu được nghĩa của các từ thì cô nghĩ rằng cái việc tìm các từ trái nghĩa với những từ đã cho rất là nhanh các em ạ. Nào, bây giờ chúng mình hãy cùng hoàn thành bài tập này nhé. Bài tập 4, ý A. Cô đã tìm được các từ trái nghĩa với các từ đã cho là tấp nập. Trái nghĩa với tấp nập có các từ yên tĩnh, yên lặng, tĩnh mịch, vân vân. Từ ngoan ngoãn thì có các từ trái nghĩa là hư, hư đốn, nghịch ngợm, vân vân. Hay từ anh dũng thì cô tìm được các từ trái nghĩa là hèn nhát, nhát gan, hèn hạ, vân vân. Thế còn từ sạch sẽ thì cô tìm được các từ trái nghĩa với nó là bẩn thỉu, bừa bộn, nhếch nhác. Và trong các từ trái nghĩa mà cô tìm được ở ý A thì cô thích nhất đó là cặp từ trái nghĩa tấp nập, yên tĩnh. Và cô đặt câu với cặp từ trái nghĩa tấp nập, yên tĩnh như sau: trước đây, thành phố ấy rất tấp nập, nhưng từ khi dịch corona bùng phát, nó trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngoài ra, các em còn có thể tùy chọn một
trong các cặp từ mà mình đã tìm được ở ý A để đặt những câu khác nữa nhé. Và với bài tập này thì các em có thể tìm thêm một số từ ngữ khác với các từ đã cho. Và các em sẽ đặt câu với các từ mà cặp từ trái nghĩa mà các em tìm được. Cô đã cùng các em ôn tập được một số kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cũng như cô đã hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu một số các bài tập đọc ở trong chương trình sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5. Vậy, ở nhà chúng mình sẽ luyện đọc và trả lời các câu hỏi về nội dung các bài tập đọc đã học ở học kỳ 1 nhé. Thứ hai, các em sẽ viết một đoạn văn tả cảnh từ 5 đến 7 câu, trong đó có dùng một số từ đồng nghĩa hoặc từ trái nghĩa. Vậy, tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé! Dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch COVID-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với 2 môn toán, tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn toán, văn và tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có 2 tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh, từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thainguyentv.vn, trên fanpage truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên và truyền hình Thái Nguyên TNTV, giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên truyền hình Thái Nguyên thiết thực, hiệu quả, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi.